Quỳnh xin được nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, các vị khách mời cùng với các quý dược sĩ của chúng ta đang tham dự chương trình tập huấn kiến thức dành cho các dược sĩ tỉnh Nam Định ngày hôm nay. Thay lời cho những người làm chương trình, Lâm Quỳnh xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất, và kính chúc cho hội thảo của chúng ta ngày hôm nay sẽ diễn ra được thành công tốt đẹp.